Rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chuyên mục Vị Thuốc Quanh Ta. Quý vị thân mến, cây thanh táo có thể dễ dàng được tìm thấy ở hàng rào nhiều gia đình ở nông thôn. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết đây là một vị thuốc đông y có nhiều tác dụng khác nhau. Để tìm hiểu về loại cây này, mời quý vị cùng tôi theo dõi chuyên mục ngày hôm nay. Cây thanh táo hay còn có tên gọi khác là cây thuốc trạc, cây tần cửu. Đây là loài cây thân cỏ có chiều cao khoảng từ 0,5 đến 1 mét. Thân và cành cây có màu xanh lục hoặc tím sẫm. Lá cây thanh táo mọc đối xứng nhau. Phiến lá có hình mác dài khoảng 4 đến 14 cm, rộng khoảng 1 đến 2 cm. Mép lá nguyên, mặt lá nhẵn, cuống ngắn, gân lá nổi rõ màu xanh. Đôi khi cũng có màu tía tùy theo cây. Hoa thanh táo thường mọc ở trên ngọn hoặc bẹ lá có màu trắng hoặc tím. Cây thanh táo ra quả vào mùa hè, quả dài khoảng 1,2 cm, có nhiều hạt bên trong. Cây thanh táo phân bố rộng rãi ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, thường được người dân sử dụng để làm thuốc, trồng làm cảnh hoặc làm hàng rào. Hầu hết các bộ phận của cây như rễ, thân, lá đều có tác dụng điều trị bệnh. Cây thanh táo được thu hái quanh năm, sau khi thu hoạch có thể sử dụng ngay khi tươi hoặc phơi khô để dùng dần. Thưa quý vị và các bạn, để có thể tìm hiểu kỹ hơn về cây thanh táo thì trong chuyên mục ngày hôm nay chúng ta có sự đồng hành của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Hải Yến, trưởng khoa nội tổng hợp dinh dưỡng của Bệnh viện Y Dược Cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Điện Biên. Chào bác sĩ ạ. Xin chào bạn. Xin chào quý vị và các bạn đang xem chương trình. Cây thanh táo là một loại cây rất là đẹp, thường được dùng để trang trí trong nhà. Vậy thì không biết là loại cây này trong đông y có những đặc tính như thế nào ạ? Cây thanh táo hoa tím là một cây dùng để trồng, để làm cảnh, làm hàng rào, làm lan can, đường rất là nhiều. Nhưng quý vị và các bà con chưa biết đến tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của loại cây này. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và bà con tác dụng của cây thuốc ấy. Cây thanh táo hoa tím có được dùng, bộ phận dùng của nó là toàn cây. Thanh táo thì có vị chua, đắng, mát, có tác vào kinh, can và thận. Tác dụng chủ yếu của cây thanh táo hoa tím có tác dụng là khu phong, trừ thấp, tiêu sưng, tán ứ và giảm đau. Công dụng điều trị chính của cây thuốc này là chữa các chứng đau nhức xương khớp, đau lưng, đau khớp gối và chân tay tê bại. Ngoài ra, tác dụng tuyệt vời của thanh táo còn điều trị các chứng như là bong gân, chấn thương do ngã và va đập, gãy xương, các vết sưng đau vàng da, mụn nhọt rôm sẩy, trị ho và gây nôn. Dạ vâng, vậy thì với những đặc tính như vậy chúng ta có thể ứng dụng cây thanh táo trong các bài thuốc chữa bệnh như thế nào thưa bác sĩ ạ? Một số các cái bài thuốc mà được áp dụng khi mà sử dụng cái cây thanh táo hoa tím này, tôi muốn giới thiệu đây bao gồm các bài thuốc sau. Bài thuốc 1 để điều trị chứng bong gân, sưng đau phần mềm sau ngã và chấn thương. Lá thanh táo 100g, lá sò huyết 100g và 30g huyết giác cùng một thìa muối trắng. Giã lát bọc bằng vải mỏng bó lên vị trí tổn thương của bong gân hoặc gãy xương. 2 ngày thì chúng ta sẽ thay cái mùi thuốc này một lần. Bài thuốc số 2 chữa phong thấp, đau nhức xương khớp, chân tay tê bại, rễ thanh táo, thân thanh táo, sao vàng, đun nước uống hàng ngày, uống từ 12 cho đến 18 gram. Bài thuốc số 4 dùng để chữa các vết lở, loét, mụn nhọt và khó liền miệng. Người ta dùng đến lá thanh táo, lá mỏ quạ, lượng bằng nhau, rửa sạch bằng nước muối, giã nhỏ đắp vào vị trí tổn thương, thay thuốc mỗi ngày một lần. Có thể kết hợp cùng với một bài thuốc uống gồm các vị thuốc đó là bạch chỉ, kim ngân, bồ công anh, mỗi vị một nắm đun uống hàng ngày. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ về những bài thuốc trên. Vậy thì không biết là khi sử dụng loại cây này để chữa bệnh chúng ta có cần quan tâm đến những lưu ý gì không ạ? Với tác dụng tuyệt vời của cây thanh táo lá tím, tuy nhiên thì khi dùng nó chúng ta cũng phải chú ý đến một số các cái kiêng kỵ sau. Thứ nhất là lá thanh táo tươi thì dễ gây buồn nôn, chính vì vậy nên khi dùng đối với phụ nữ có thai và trẻ em thì cần dùng liều thấp và dùng cẩn trọng. Ngoài ra thì không dùng quá lâu ngày có thể làm tổn thương đến chính khí của cơ thể. Dạ vâng, rất cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị và các bạn, với những thông tin về cây thanh táo được chúng tôi đề cập đến trong chương trình ngày hôm nay, hy vọng quý vị có thể ứng dụng loại cây này vào việc chữa một số loại bệnh thường gặp trong đời sống hàng ngày. Đến đây thì chuyên mục kỳ này của chúng tôi cũng xin được phép khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.